Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây quay trở lại để gửi tới các bạn với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Đó là nói về Châu Thanh Trì, Lưu Đức Hoa, thương tiếc là Ngô Minh Đạt. Ngô Minh Đạt là một diễn viên điện ảnh của Hồng Kông và ông là rất là nổi tiếng và đã là qua đời. Thưa các bạn, Châu Thanh Trì, Lưu Đức Hoa, Thích Tiểu Long bày tỏ sự thương tiếc khi nghe tin là nam diễn viên Ngô là Mạnh Đạt qua đời. Thì ngày 27 tháng 2, các tờ báo ở Hồng Kông đã đưa tin Ngô Minh Đạt qua đời. Ông là diễn viên gạo cội trong ngành điện ảnh, được đồng nghiệp và thế hệ nghệ sĩ đàn em kính trọng. Ngô Minh Đạt ra đi bất ngờ và nhanh chóng, như là cách công chúng biết về bệnh tình của ông. Nhiều khán giả vẫn là chưa thể là chấp nhận được sự thật này. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, giới giải trí là Hồng Kông mất đi một ngôi sao lớn. Và chia tay với là China Jolie viết: "Bác Đạt tạm biệt trên màn ảnh. Ông chưa bao giờ là nhân vật lớn, trung tâm của các tác phẩm, nhưng nam diễn viên vẫn được xem là tên tuổi lão làng trong ngành điện ảnh Hoa ngữ. 42 năm đặt chân vào giới nghệ thuật, Ngô Minh Đạt làm nền cho đồng nghiệp, nhưng vai diễn nào của ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nỗi đau của Châu Thanh Trì, Lưu Đức Hoa. Các tờ báo Anh ngữ, Hoa ngữ đều là cho hay Châu Thanh Trì đã lặng người khi nghe tin người là cộng sự thân thiết qua đời. Tôi vừa hay tin dữ, thời gian qua tôi đặc biệt quan tâm đến là tình trạng của anh ấy và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng thật lòng rất khó chấp nhận. Tôi không thể tin được anh ấy ra đi. Tôi với Mạnh Đạt là anh em, bạn bè, là đồng nghiệp gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với nhau trong nhiều năm. Làm sao tôi có thể chấp nhận được việc anh ấy không còn nữa, chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi, tin gia chia sẻ trên là các báo chí. Lưu Đức Hoa nghẹn ngào: Đạt ca ở thế giới bên kia sẽ không còn chịu sự dày vò của bệnh tật nữa rồi. Tôi với Đạt ca đã từng hợp tác trong Đặc Cảnh Đổ Long. Diễn xuất và tinh thần cống hiến với nghề của anh ấy là tấm gương, là bài học quý cho là lớp nghệ sĩ đàn em như chúng tôi. Ngô là Mạnh Đạt đã dành cả cuộc đời cống hiến cho ngành phim ảnh Hồng Kông những tác phẩm đáng nhớ. Nhập Đạt Hoa gửi lời tiếc thương. Thích Tiểu Long từng hợp tác với là Sao Quá Cố trong là Tân Ô Long Viện. Nam diễn viên gửi lời chia buồn. Bác Đạt không ngờ bác lại ra đi nhanh đến vậy. Đến cuối cùng thì phép màu cũng không xảy ra. Các nghệ sĩ, nhân viên trong ekip Lưu Lạc, Địa Cầu như đạo diễn Quách Phàm, Khuất Sở Tiêu cùng nhiều nghệ sĩ khác gồm Nhập Gia Luân, Lý Trịch Đình, Trần Hiểu Đông, Âu Dương là Ngọc Oánh đều bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Ngô Minh Đạt. Gia đình bạn bè túc trực ở bệnh viện. Anh ấy ra đi nhanh và thanh thản. Ngô Minh Đạt không nghĩ rằng bệnh tình của mình sẽ nghiêm trọng đến vậy, nên lúc còn sống anh ấy là không có là lập di chúc. Trường hội làm phim Hồng Kông Điền Khải Văn thông báo. Nghệ sĩ cho biết là Hiệp hội diễn viên Hồng Kông sẽ lo liệu là tang lễ cho là ngôi sao gạo cội. Theo các tờ báo, khối gia sản của là Sao Quá Cố để lại là hơn 10 triệu là đô la Hồng Kông. Điền Khải Văn cho biết gia đình của Ngô Mạnh Đạt chưa ấn định ngày tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, phía hiệp hội đã nhất trí tổ chức một buổi tưởng niệm cho nam diễn viên vua hài kịch. Thời gian, địa điểm sẽ được là thông báo sau. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng là án hành vì trà trộn vào bệnh viện, tranh thủ lúc gia đình Ngô Mạnh Đạt bối rối chụp ảnh ông lúc lâm chung.
là nói chung là các nghệ sĩ là cũng rất là lên án, là các fan rồi cũng như là bên làm YouTube trà trộn vào bệnh viện mà chụp hình là Ngô Mạnh Đạt lúc ông là qua đời. Và 18 giờ cùng ngày, Ngô là Vĩ Luân, con trai của út của cố nghệ sĩ, đã đến bệnh viện cùng mẹ và các anh chị lo liệu tang lễ cho cha. Thì trước đó khi hay tin dữ về nam diễn viên, nhiều bạn bè nghệ sĩ trong là giới giải trí đã tức tốc đến thăm Ngô Mạnh Đạt. Tuy nhiên, chỉ có Ngài Ủy và Điền Khải Văn được vào phòng là cấp cứu đặc biệt gặp mặt nghệ sĩ lần cuối. Họ đồng thời cũng được gia đình trao quyền phát ngôn mọi thông tin liên quan đến là Ngô Mạnh Đạt trong lúc là tang gia bối rối. Thưa các bạn, nói về diễn viên nghệ sĩ điện ảnh Ngô Mạnh Đạt là người của Hồng Kông và diễn viên của Hồng Kông, nhưng ông quá quen thuộc đối với khán giả Việt Nam, đó là điều chắc chắn. Nếu các bạn thường xem là phim của Hồng Kông, Trung Quốc thì các bạn không thể nào là không biết đến là Ngô Mạnh Đạt, tại vì ông với là Châu Thiên Trì thường xuyên là đóng những cái là bộ phim hài rất là nổi tiếng. Và cũng rất là tiếc thương, ông đã là chống chọi với căn bệnh ung thư 2 tháng trời và ông đã ra đi. Nên là đây là như là khán giả cũng như là trong và ngoài nước trên thế giới đều rất tiếc thương cho là Ngô Mạnh Đạt, và mang một tính cách của hầu như là chấn động bàng hoàng khi mà hay tin ông đã ra đi, vì ông là một diễn viên điện ảnh là gạo cội của ngành giải trí Hoa ngữ. Vâng, và thưa các bạn, tôi rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua lúc nào cùng đồng hành, ủng hộ và chia sẻ và góp ý cho tôi. Tôi cố gắng tiếp thu các ý kiến của quý vị và các bạn để ra những video chất lượng hơn, và tôi cập nhật lồng ghép những câu chuyện ngắn đầy thú vị là trong xã hội, trong gia đình, tình nghĩa vợ chồng, con cái, cha mẹ, để là luôn tiện gửi tới phục vụ quý vị và các bạn nắm bắt thêm và cũng như là thư giãn giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc. Và tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tôi cũng chúc cho cô chú anh chị gần xa luôn luôn có sức khỏe dồi dào. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.